Xin chào các bác nhé. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cách sử dụng nồi cơm điện Hitachi Steam Cup. Dòng này là dòng VIP của Hitachi. Nồi màu trắng khá là đẹp đấy ạ. Đây là nồi cao tần áp suất. Đây là cái bảng hướng dẫn của nó này. Em nó bằng tiếng Nhật cho nên là em có dán qua tiếng Việt rồi, Việt hóa rồi. Em hướng dẫn lại các cái chế độ. Đầu tiên là mình sẽ ấn vào nút chọn gạo này. Đấy. Chọn gạo thì các bác điều chỉnh về cái chế độ gạo đầu tiên này là nấu gạo trắng. Gạo trắng thì như người Việt mình là hay chọn chế độ nấu gạo trắng, nấu gạo thông thường ấy là thời gian là 39 phút. Tiếp là chế độ gạo không vo này. Gạo kê này, gạo kê thời gian nấu lâu hơn, nó 81 phút này. Nấu gạo lứt này mầm này, gạo lứt này. Đấy. Thì mình cứ đều chỉnh về chế độ đầu tiên nấu gạo trắng. Còn đây menu thì lựa chọn là nấu cơm bình thường này, nấu cơm ngon này, cơm ngon thì ở chế độ 50 phút này, nấu nhanh này, nấu sôi này, nấu cháo này. Còn khi mà nút cuối cùng là nút ủ nhá, nút ủ là khi mà cơm mình còn thừa mình chọn về chế độ nút ủ, sau đấy mình ấn nút nấu. Đấy, đấy cái đèn vàng đây là đang ủ cơm, đây là nút ủ. Em tắt đi. Còn khi mà nấu thì mình cứ ấn về chọn chế độ này. Đây là cơm ngon đây rồi. Điều chỉnh về 39 phút. Đấy. Thì mình ấn nút nấu. Đấy, cái đèn này nó báo màu đỏ ở chỗ này là cơm đang nấu rồi. Còn các cái nút này là nút hẹn giờ thôi, hẹn giờ này, phút này. Ví dụ mình cài đặt thời gian nấu khoảng tầm 12 giờ hoặc là 18 giờ chẳng hạn thì mình điều chỉnh ở các cái nút này. Sau đấy mình ấn nút nấu là được. Ok. Đây nút tắt. Còn chế độ này là chế độ eco tiết kiệm điện nhé. Khi nào các bác muốn bật chế độ tiết kiệm điện thì mình ấn nút này. Đấy.